Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia vừa qua, trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo có học sinh đoạt giải 3 môn ngữ văn. Thành tích này thuộc về em Trần Thị Ngọc Trang, học sinh lớp 12 KD2. Trong tiết mục Nhịp đời qua ống kính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ em Trần Thị Ngọc Trang để cùng chia sẻ với ý chí vượt qua khó khăn và phương pháp học của em. Trang có niềm đam mê với văn chương và học văn rất tốt. Ở bậc trung học cơ sở, ngữ văn là môn học Trang yêu thích và em luôn nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi của trường trung học cơ sở An Thạnh Thủy. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, điểm thi môn văn của Trang đạt rất cao và được định hướng vào học khối D tại trường trung học phổ thông Chợ Gạo và được các thầy giáo, cô giáo ở trường đánh giá là có năng khiếu. Theo Trang, không phải giới riêng môn văn mà giới môn nào chỉ cần có niềm đam mê, có nhiệt huyết, sự kiên trì và tình yêu đối với môn học thì sẽ học rất tốt. Là học sinh giỏi văn cấp quốc gia, chúng ta dễ nhận thấy ở Trang là cả lý trí, bản lĩnh và tự tin với phương pháp học khoa học và thông minh. Đối với Ngọc Trang, sự tự học và việc đặt ra những kế hoạch học tập cụ thể hợp lý nhất là những phương pháp luôn được em đề cao. Tìm hiểu một tác phẩm, một tác giả đối với Trang là một quá trình kỳ công. Bắt đầu từ những văn bản đã đọc đi đọc lại kỹ càng, chú ý phân tích từng câu chữ, từng chi tiết để từ đó thấu hiểu và khám phá ra những vẻ đẹp đằng sau ngôn từ theo suy nghĩ của riêng mình. Không dừng lại ở đó, Trang tham khảo không ít sách vở, tư liệu của những nhà phân tích, phê bình có uy tín để hiểu thêm về những tầng ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm. Quá trình tìm hiểu những tài liệu khó này đã rèn luyện thêm cho em một thế mạnh về lý luận văn học. Trường Chợ Gạo có phân công ba giáo viên vậy. Tuy nhiên thì hai cô kia đó, cô Nguyễn Thị Thu Thị và cô Nguyễn Thị Quỳnh Như là sẽ cung cấp những cái thông tin về kiến thức. Riêng tôi thì tôi đảm nhận cái phương pháp, tức là mình dạy học sinh cái kỹ năng. Đối với tôi thì không phải là con cứ ghi đầy đủ để rồi con thuộc lòng rồi con trả lại cho thầy. Vấn đề là đối thoại được với thầy không? Tức là những gì nó trao đổi với mình thì mình biết nó thiếu cái gì mà nó cần cái gì. Ưu điểm của ông Trang là gì? Rất là tự tin. Tự tin có thể là nó không phải là cái gì nó cũng biết, mà ở chỗ là gì nó biết là biết rất là kỹ, rất là chắc. Không chỉ học giỏi văn, Trang cũng phân bổ thời gian hợp lý để học tốt các môn học khác. Vì thế liên tục nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi và đứng trong top học sinh giỏi toàn diện của nhà trường. Đạt giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia, Trang được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được tuyển thẳng vào khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mục tiêu của Trang chưa dừng lại mà sẽ tiếp tục học tập thật tốt để thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2019, lấy điểm xét vào trường Đại học Bách khoa chuyên ngành Logistics. Thứ nhất là theo con là học văn thì mình phải hiểu. Học thì mình không chỉ là mình gom kiến thức lại rồi mình để vô đầu mình mà mình phải giải quyết được nó. Có nghĩa là mình phải tìm cách mà mình sắp xếp nó lại theo khuôn để mình mỗi lần mà mình có cần nó thì mình lấy ra một cách dễ hơn. Thứ hai là học văn thì mình phải tìm kiếm thêm nhiều tài liệu. Mọi người hơn nhau là ở cái sự tự học, là cái sự tự tìm tòi của mình. Là mình thư viện có rất là nhiều sách mình mượn, rồi mình lên Internet, mình lấy thông tin mà mình lấy một cách chọn lọc. Thì em định hướng từ lớp 11 rồi là em sẽ học Logistics của Bách Khoa. Bây giờ mình chú trọng vào những môn mà mình thi vào đó. Em thì chuẩn bị là thi khối A1. Cho nên là học bài vở thì bây giờ tới thời điểm này thì chỉ là hoàn thiện lại kiến thức và luyện đề. Sống ở vùng nông thôn, anh Trần Hữu Trường ở ấp Tịnh An, xã An Thạnh Thủy là cha của em Ngọc Trang rất vui mừng và hãnh diện trước thành tích học tập của con mình. Và là động lực cho anh chị hôm sớm tảo tần với mấy công ruộng, mấy gốc dừa quanh nhà để tiếp tục chăm lo cho hai chị em Trang ăn học đến nơi đến chốn. Hiểu được vất vả của cha mẹ, hai chị em Trang học rất tốt, nhiều năm liền hai chị em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nếm trải bao khó nhọc, niềm mong ước lớn nhất của cha mẹ là được thấy con nên người thành đạt. Với Trần Thị Ngọc Trang, học chính là cách để đền đáp những yêu thương kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và cũng vì tương lai của chính mình. Sự nỗ lực cố gắng, hy vọng một ngày không xa, những ước mơ hoài bão của em sẽ sớm trở thành hiện thực.